đi đông là cái gì cũng công, hồi đi nhậu tốn bia với lại cái gì. Chào chị Thảo Nguyên, chào chị Thu Nguyễn, chào anh Tân Kim Bình, chào chị Hoa Lan. Cô dễ sợ luôn á, thức sớm, tối tập thể dục, và sáng nay đi ra, ai về cuối cùng ra, xách xe chạy vòng. Bỏ việc mà thể dục thích chất này đó. Đúng rồi, Phương Anh, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Yên. Nguyên Văn Đạn nó đi sợ gì nữa anh? Buồn dễ sợ. Bình Yên chứ có gì đâu, cho bảo mà đẩy quỷ cho bảo nha, mai mốt là anh nói em nghe là không phải gì á, đừng có đăng cái thông tin đưa số điện thoại mình lên nha. Có gì nếu mà quý mến ai vậy á cho người ta số điện thoại cho người đó inbox riêng, đừng có đăng lên. Rồi xin chào tất cả các bạn nhé. Vâng, vừa rồi mà bọn tôi đã đi vòng quanh một cái vùng trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, thì hiện nay coi như là thành phố Hồ Chí Minh rất là yên ổn. Mọi thứ yên ổn. Rồi tôi vừa đi quanh một cái vùng trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, qua khu vực nhà thờ Đức Bà, Lưu Điện, phố đi bộ. Vâng, thì là tình hình hôm nay ở thành phố những người dân người ta đi du lịch hết rồi, ở thành phố người ta đi du lịch rất nhiều. Còn dân ở tỉnh thì người ta về quê, cho nên là thành phố hiện nay tương đối vắng vẻ. Thì khu vực trung tâm ấy, thì nói thật với tất cả các bạn là lực lượng an ninh, kể cả mặc thường phục, sắc phục cộng với lại đô thị, phường thì đông hơn là những người dân. Và ở đấy là khu vực trung tâm. Cái bọn chống cộng cực đoan và bọn dân chủ của trong nước chúng có chỉ nói phép nó lát. Tối hôm qua cứ khoảng 19 giờ thì là lực lượng chức năng an ninh thành phố Hồ Chí Minh nó bắt được hai xe mà chở người biểu tình. Nó có người nhà. Vâng vâng. Đúng rồi, chó hôm nay làm sao mà xuất hiện được. Đúng rồi, ở khu vực trung tâm vắng vẻ, bây giờ anh về nhà anh ở khu vắng vẻ lắm. Mười chín giờ ngày hôm qua thì giữ được, bắt giữ được hai xe chở những người biểu tình ở khu vực phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.
nhau ngoài trong đường, người ta nhà nào cũng treo cờ Tổ quốc ngày 1/29. Đấy, chúng nó mấy ngày trước chúng nó còn nói là coi như chúng nó đi vận động nhân dân không được treo cờ Tổ quốc dịp lễ Quốc khánh này đấy, các bạn không, gia đình nào cũng treo cờ ở trước cửa rất là đẹp. Cho nên là nhân dân mình đừng nghe cái bọn mà chống cộng cực đoan. Đấy, qua cái cuộc biểu tình ngày 10 và 11 tháng 6 thì các như tất cả các bạn đều phải biết tất cả những cái sự kêu gọi của chúng nó. Ví dụ ngày 17 này, rồi ngày 24 này, hoặc cái ngày mà xét xử cái tên Nguyễn Nguyễn ấy, chúng nó cũng kêu gọi ghê gớm lắm, nhưng mà có ai đâu. Cho những người dân hiện nay người ta đã hiểu hết những âm mưu thủ đoạn của chúng nó rồi. Chỉ có mấy thằng dân chủ quậy cùng chúng nó lên gào thét thôi. Nhưng mà số đó là quá nhỏ. Đúng rồi, xe, mấy cái xe đấy chở như mọi người, chở những cái những người dân mà người ta không biết, người ta không hiểu biết. Đấy, bọn nó thuê xe để cho người dân ở một số tỉnh lên thành phố Hồ Chí Minh để tham gia biểu tình. Đấy là những người mà người ta không hiểu biết. Một lên đấy lực lượng an ninh thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ ngay. Thành công là hôm nay ở thành phố Hồ Chí Minh là quá yên bình. Vâng, thì theo như bọn tôi nhận định nhé, là chúng nó có làm thì làm ở thành phố Hồ Chí Minh thôi. Chứ còn ở các tỉnh khác thì hầu như không có, mà nhất là ngoài Hà Nội là chắc chắn không có. Nhưng mà thấy thành phố Hồ Chí Minh hôm nay bọn tôi đi vừa về đây, thành phố rất yên bình. Khu trung tâm thành phố thì là lực lượng an ninh thì người ta rất là đông, nhiều xe buýt chờ sẵn đó. Nhưng mà nói chung là lực lượng chức năng người ta phải phòng xa thôi, phòng hơn chống, để tránh một số cái sự cố đáng tiếc xảy ra. Qua đợt này là không có vấn đề gì, là bọn chúng nó cay cú lắm, mất bao nhiêu công gào thét là chuẩn bị lực lượng, thậm chí là bọn Việt Tân còn cử người từ Campuchia mang vũ khí từ Campuchia về, tất cả đều bị một số nhỏ đó đều bị lực lượng an ninh Việt Nam tóm gọn. Không biết qua cái đợt này cái thằng Benny Trương và bọn Tân Thái hoặc một số cái kẻ khác không hiểu chúng nó sủa kiểu gì đây. Cuối cùng chúng nó lại chửi thôi, chửi nhân dân Việt Nam ngu thôi. Đấy. Chúng nó kích không được, bắt đầu nó chửi mọi ngu nghe theo lời cộng sản, chỉ vậy thôi. Luận điệu chúng nó đoán được ngay có gì đó. Mà qua đợt này tôi nghĩ là mấy cái bọn đấy nó đâm đầu xuống sông toi hết đi.
Đúng rồi. Thì mình theo như anh em mình nhận diện một số ngày hôm trước ấy, là nói chung là chúng nó chỉ lừa nhau thôi. Các bọn dân chủ quậy trong nước thì là lừa bọn chống cộng cực đoan ở nước ngoài, bọn chống cộng cực đoan ở nước ngoài thì lừa những người bà con Việt kiều của mình không hiểu biết. Đấy, qua đợt này nói chung càng ngày cái bộ mặt của chúng nó càng lộ rõ ra, và nói chung là bà con Việt kiều của mình ở bên đấy không đừng bao giờ và đừng bao giờ góp cho chúng nó một đồng một hào nào nữa. Toàn bọn lừa đảo lẫn nhau thôi. Mà cuối cùng cái thiệt hại nhất là những bà con, một số bà con Việt kiều mình ở bên hải ngoại kém hiểu biết. Ngồi dưới nắng. Bây giờ muốn các em muốn làm gì anh làm chứ là đâu có một cục bây giờ đi đâu biết chỗ này chỗ bây giờ có cơ sở gì nữa đâu mà đúng rồi, chúng nó kêu gọi thì chúng và không có ai xuống đường cả thì là chúng nó càng ngày chúng nó càng nhục thôi, nhục nhã thôi, đúng không? Thì người dân bây giờ người ta mới hiểu biết rồi, người ta đâu có nghe theo lời chúng nó, trừ những mấy cái kẻ mà dân chủ quậy ấy, chúng nó cần tiền thì chúng nó lừa đảo cái bọn ở bên kia. Đấy, lần này chúng nó sẽ chửi nhau chí chóe nữa, và qua đợt này tôi thấy là nói chung là sẽ có một phim hay, lại phim hay nữa giữa bọn dân chủ và bọn chống cộng cực đoan bên kia. Một số phim hay coi như đã có rồi sau mà ngày 11 tháng 6 vừa rồi, và qua cái đợt mùng 4 tháng 9 này phim hay nữa, và chúng nó câm mồm. Rồi, lốc người nông dân nhá, anh sẽ nhốt mày, xong rồi tối anh sẽ thả mày ra. Rồi, nhốt thằng người nông dân rồi, tối thả nó ra. Vào chửi bậy, chửi bạ. Nhốt nó 12 tiếng. Rồi, xin chào anh Doãn Như Lân. Tình hình thành phố Hồ Chí Minh hôm nay quá yên tĩnh, mọi người dân ở thành phố hầu như người ta đi du lịch hết. Chỉ có một số người dân ở lại thì cho nên đường phố ở thành phố Hồ Chí Minh rất vắng vẻ. Và chúng tôi vừa đi một vòng xung quanh thành phố ở cái khu vực trung tâm thì lực lượng an ninh thì là dày đặc luôn. Lê Thanh Định, mày coi như là cay cú lắm à? Mày thử đi, hôm nay mày thử xuống đường đi. Muốn ăn cơm tù thì xuống đường đi. Mày dũng cảm một mình mày, cầm cờ ba sọc ra khu vực, chẳng cần ra khu vực, mày chỉ cần cầm cờ ba sọc ra ngoài đường. Mày bị người dân đập coi như là không kịp ngáp luôn.
nói chung là anh em chúng tôi vừa đi vừa về, vâng, về gần khu vực nhà tôi, gần nhà tôi đang ngồi uống cà phê đây. Nói chung là một số bạn ở đây thông cảm đi. Bọn Ba Que hiện nay chúng nó đang cay cú. Đến giờ này là cứ khoảng 10, gần 11 giờ rồi. Mà không mảy may có một người nào xuống đường như bọn nó mong muốn. Vâng. Nó bảo ngày 2 tháng 9, ngày 4 tháng 9 sẽ lật đổ Đảng Cộng sản. Xem có rụng chân, một sợi lông chân của Đảng Cộng sản Việt Nam không. Cho nên chúng nó thì hiện nay đang điên này, đang cay cú rồi. Vì một ít tiền thôi chúng nó gửi về, nhưng bọn trong nước này, nói chung nó lừa bọn nước ngoài, chúng nó bị bọn bên kia thì đã bị lừa nhiều rồi, nhưng mà chúng nó vẫn cái còn một cái mảy may hy vọng bị lừa tiếp. Qua đợt này là chúng nó sẽ chửi bới nhau ầm ĩ cả lên. Vâng, bà con mình thì là qua dịp này sẽ chuẩn bị xem bộ phim hay của bọn nó. Đúng rồi, yên, rất yên tĩnh. Vì thực tế là thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay nó kiểu là mọi người đi du lịch nhiều rồi, cho nên là đường phố ấy vắng vẻ, các bạn xem thỉnh thoảng có người qua. Này, bỏ bàn ghế đây cho nó đỡ nắng này. Đấy, bây giờ dọn bàn ghế cho chỗ này đỡ nắng này. Đấy, cái thằng mập này nó đuổi ra khỏi nhóm rồi, nhưng mà mẹ phải cuối cùng mà anh em bọn tôi đi nó cứ đi theo. Đấy. Ai vậy? Nhưng mà bây giờ là tôi yêu cầu ai hỏi tôi mà chú anh tôi không biết, anh phải cho tôi thôi. Không anh đứng lại, ai hỏi tôi cái thằng mập nào. Tao nói chứ cái ai hỏi. Tao nói chứ ai lần này anh xuyên tạc thôi. Cho nên là bây giờ mọi hành vi hành động của nó là không ảnh hưởng đến nhóm DBQ nhá. Không chịu trách nhiệm về mọi hành vi. Đúng là người ta nói không sai, ngáo xin ông nào cũng cầm máy điện thoại phải chăm chú vào, khổ. Mấy thằng tao quay chó đi về đây, mấy thằng tao quay chó đi về đây, địt mẹ tao quay. Khổ quá, cái cô Thảo Nguyên của Trung Vũ lúc nào cũng bênh chầm chầm Trung Vũ, tôi chả bênh, đến bây giờ nó rời khỏi nhóm nữa là mẹ vớ vẩn là tôi phang luôn. Đấy, anh hưởng đi lên. Thôi mày khỏi xem, cái chuyện mày xem mà mày ảnh hưởng đến tao đâu. Giờ chả ảnh hưởng gì, thích thì chơi với nhau, đi với nhau, mà không thì tao đuổi mày, có vậy thôi. Thôi không dám đâu, sáng nay sợ đi, mình sợ. Rồi. Sợ tao que bính nên là kêu chú Mập đi chung bây giờ. Bây giờ thấy hình hình không có gì, đặt quay lại. Đồ nhiêu đây còn ít đấy, nhiêu đây ít, của chị mua vậy chỉ đâu đấy, nhãn bắt nhãn đấy, Hương Yên đấy, đây nhãn Hương Yên này, trời ơi đấy. Rồi lỡ thôi, ăn cho nó bánh.
Đây các bạn này, nhãn Như Yên nhá, không biết bao nhiêu tiền một ký, có là ăn thôi. Hôm trước nói rồi, hôm trước nói thằng Thiệu đưa cái này cho em đi, không đưa, đưa cho ông Bằng. Không xài đúng không? Không đâu có xài đâu. Thì không xài anh cũng lấy mà. Thì giờ không có xài anh cũng lấy hả? Ý là gọi nó qua cho nên là mà chơi với mọc nó thiệt lắm. Tăng thu gì thu giảm mua tích cực. Mấy cái này là phải mở công nghệ, ông đâu có xài được đâu. Thôi thôi thôi, này anh thì mẹ nói chung là công nghệ anh được rồi. Chuyện mày rồi đưa. Em nghĩ em lấy em xài cho anh vui thôi. Anh là dân kỹ thuật, mày là dân kinh tế thì là. Nó anh nói đúng, em đọc em học kinh tế vận tải. Yeah. Mời các bạn ăn nhãn đây nhá. Ăn nhãn nồng Hương Yên. Thì nói chung là thôi ăn nhãn xong rồi một lát nữa xem đi một vòng ngắn ngắn nữa rồi xem tình hình như nào nhé. Nhưng mà nói chung là theo tôi nghĩ là nó chẳng có tình hình gì đâu. Thành phố rất yên tĩnh, rất yên bình. Đấy cờ các bạn thấy đẹp không? Thành phố đêm nay đầy sao. Nóng rồi chứ, nhãn thì đó bây giờ mày nhãn. Em nói với anh Bằng biết nha, đóng nhãn này ở đây em ăn cho anh vui thôi á. Thằng chú vậy nói với anh biết, nhưng mà anh muốn là được đâu, nhưng mà anh đưa lại em ăn đâu, ăn thấy anh buồn em ăn cho anh vui thôi. Lấy ghế nữa Phước. Thành phố yên bình, yên tĩnh. Mọi người đi du lịch hết rồi, còn mỗi mình chúng tôi ở lại. Không đi du lịch buồn quá. Ở trên những live stream không có ba que thì cũng buồn, mà ở trên thực địa mà không có người biểu tình thì cũng buồn. Không có giận, xuống đường thì cũng hơi buồn. Đi tìm địch mà chả có thấy địch đâu. Nhưng mà thôi, thành phố yên bình, mọi người đi chơi vui vẻ là cũng là niềm vui của chúng tôi rồi. Đúng rồi, không có chó thì cũng buồn chứ các bạn. Bây giờ ví dụ các bạn, ví dụ bọn tôi like chẳng hạn, là không có con chó nó vào, nào nó vào thì cũng buồn. Đấy. Chó nó sủa thì thỉnh thoảng nó sủa ở nhà cũng mới yên vui. Chẳng lẽ là anh em mình lên thì nói chuyện với nhau thì nhiều chuyện quá thì cũng hết. Nhưng mà có chó vào nó sủa thì vui. Để nó sủa nó vui thôi. Chứ còn nếu mà đập nó, mình đập ở trên mạng thì làm sao nó chết được. À. Không ngắn tôi nghe vô nói chuyện cho dễ. Tôi chẳng cần, nói vậy thế thôi. Trời ơi, hôm nay mà bọn chó chúng nó xấu hổ rồi. Không biết mà nó chui vào đây mà bệnh gì. Nó chui vào đây là nó xấu hổ, nó cứ mong chờ có người biểu tình nọ kia. Bây giờ nó chui đâu nó cũng xấu hổ. Tại nhà mình có bưu phẩm à. Thôi mình đi vòng đi. Thôi. Không còn đi luôn hả? Có cái quay đâu mà. Vinh Trần ở dưới kia báo rồi, anh ơi, trên anh có gì vấn đề gì không? Ai? Vinh Trần.
ở dưới em yên tĩnh quá. Hái giờ khổ vậy. Em mừng. Nói không phải chứ em chung đây mọi người ơi, nói không phải chứ hả, tụi em đi xuống đường nói chung là nhìn chung là cũng mong muốn cho tình hình thành phố ổn định, không có vấn đề gì xảy ra. Tuy nhiên đó là hả, bây giờ đó, không có mặt chó mấy thằng bà que tụi nó thì bây giờ yên bình quá nên là mọi người cũng có cái gì đó nó buồn buồn. Đợi em ăn nhãn thôi chị Nguyễn Nguyễn ơi. Ủa nè, Nguyễn Nguyễn là anh đi nhỉ? Nguyễn Nguyễn hả? Mới là chị nữa này. Đợi đấy cái gì mà đợi đấy, có gì đâu mà đợi đấy. Chí Lê là sao ta? Nhưng mà nghi Chí Lê là chắc ở bên Mỹ quá. Đợi gì? Rồi, Mỹ đợi bao giờ? Một ngàn năm nữa. Chứ là lên cơm mà chấp chi. Nhà không nuôi chó là mất vui, nhưng mà có chó thì cũng không có vui cho lắm. Anna Nguyễn chó là thấy gì? Dũng hello, anh xem tin nhắn. Vẫn như vậy đó hả? Tân Thái vẫn khóc hả? À, vẫn còn khóc. Nè bây giờ lên EK là tụi tao ra ngày 4 tháng 9 chứ ai ra 2 tháng 9. Anh lên anh nói chứ tụi tao đi nhậu nha. Anh nói tụi nó tụi tao đi nhậu nha. Đang kêu à? Đang kêu gọi à? Chào Minh Khang kìa, Nguyên Nguyễn là chị kìa. Ơ quên, Nguyên Nguyễn là anh kìa, gọi chị là giận kìa. À đúng rồi. Đang khóc à? Đang khóc. Tân Thái tên là siêu nhân khóc mà. Ngồi khóc miết kìa. Cô Thảo Nguyên, nãy con nhắn tin cô không nhận được hả cô Thảo Nguyên? Giờ tình hình yên ổn quá, thôi tắt đi nha anh, tắt tay nha. Rồi em thay mặt anh Bằng rất cảm ơn mọi người đã nãy giờ theo dõi cái cuộc live của anh Bằng rồi báo tình hình với mọi người. Sơn Tây hả cô? Sơn Tây anh chọc á, chứ anh đâu có về đâu. Anh Sơn Tây là anh không có về đâu, anh chọc mọi người á. Chứ ảnh là mai mốt anh mới về, chứ giờ này anh chưa có về. Đó rồi thôi, thay mặt anh Bằng là cũng xin tắt cái lượt like này. Rồi xin cảm ơn mọi người. Vâng thì là nếu mà thành phố Hồ Chí Minh mà có tình hình gì thì anh em chúng tôi sẽ báo cho tất cả bà con được biết. Vâng, vì bọn nhà của chúng tôi ở cái khu vực trung tâm thành phố mà. Chúng ở cái khu vực quận nhất. Mà chúng nó có làm một điều gì chúng nó chỉ làm ở cái khu vực nhà thờ Đức Bà hoặc là chỗ đường phố đi bộ Nguyễn Huệ thôi. Tình hình hôm nay rất là yên tĩnh, mong tất cả bà con yên tâm. Và còn ví dụ những ngày sau nữa thì đợt này mùng 29 là chỉ vì dặn dẹp tất cả thứ thì tôi không đi du lịch ở đâu cả, chỉ ở nhà thôi. Thì những hàng ngày ví dụ ngày mùng hôm nay mùng 2, mai ngày mùng 3 và mùng 4 thì có cái tình hình gì ở thành phố Hồ Chí Minh thì tôi sẽ báo cho tất cả bà con và các bạn được biết. Và chúng tôi nói chung là cũng có một số anh em, ví dụ tôi ở nhà chẳng hạn, nhưng mà có một số anh em người ta báo cái rồi chúng tôi sẽ tập trung cùng nhau ra hiện trường. Vâng, một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn và các anh chị đã ủng hộ chúng tôi. Vâng, xin chào mọi người.